sự khác biệt giữa gái quân đoàn người ta và gái quân đoàn tôi. Quân đoàn người ta. Thằng kia, mày chạy đi đâu? Bắn trụ quân đoàn tao hả mày? Ủa, sao thấy còn mỗi một thằng bên này thôi vậy? Anh ra bo đi để em gánh cho. Gì mà ghê vậy, gánh được không đó? Anh phải tin bọn em. Cho anh súng này. Cái gì vậy, chưa kịp bắn nữa. Mạng cuối để anh và mấy em. Ok anh. Vai, anh còn không kêu luôn á. Quân đoàn tôi kiểu. Trời là trời, ai mà spam nhiều vậy? Game anh ơi. Sao bọn bay nay phối đồ kỳ thế, nhìn đã gà còn phèn nữa. Vô đi, tụi em gánh, nói nhiều. Mua đồ cho em. Một đứa gửi hồi, mới có gạo hay, tiền đâu mà mua nhiều vậy mấy bà. Cho em cỏ keo đi. Rồi rồi đây. Sao nóc quá trời rồi. Bọn bay đi đâu hết rồi, con vợ cho tao. Ơ kìa. Đăng ke này anh. Nhìn có chán không cơ chứ.